Nghệ. Thưa quý vị, thì trong bài phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sáng hôm nay, Phó Thủ tướng cũng nói là Make in Việt Nam không có nghĩa là Việt Nam sẽ là tự làm tất cả các sản phẩm, mà Việt Nam là một phần của thế giới. Suy rộng ra có nghĩa là Make in Việt Nam không bao gồm chỉ bao gồm các doanh nghiệp Việt Nam, mà còn có cả các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, sản xuất các sản phẩm Việt Nam để phục vụ cho các thị trường Việt Nam cũng như cho thị trường thế giới. Ở đây thì chúng ta có một doanh Global Tech Firm là Samsung. Đây là một cái doanh nghiệp rất là thành công và phát triển rất mạnh tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Chúng ta cũng đang nghe ông Trần Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng đối ngoại công ty Samsung trình bày trong cái bài tham luận của mình. Tôi muốn ông được chia sẻ về cái quan điểm của Samsung cũng như của ông về xây dựng hệ sinh thái giữa các cái Global Tech Firm và Domestic Tech Firm, tức là giữa các cái công ty về công nghệ của toàn cầu và các công ty công nghệ của Việt Nam, để xây dựng được cái hệ sinh thái kết nối giữa các nhóm doanh nghiệp này, đẩy mạnh cái nghiên cứu chế tạo các sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam để tạo nhiều cái sản phẩm trí tuệ Việt Nam giải quyết bài toán của Việt Nam và thế giới. Xin mời ông Tuấn ạ. Xin cảm ơn anh Tuyên. Samsung là cái tập đoàn lớn về sản xuất về các đồ điện tử công nghệ cũng như điện tử gia dụng và hoạt động chính trong cái mảng ICT. Và phần cứng thì luôn luôn đi song hành với phần mềm để có thể tạo ra những cái trải nghiệm xuyên suốt nhất cho khách hàng của mình trên toàn thế giới. Sở dĩ có được những cái thành quả đáng tự hào như tôi đã trình bày trong cái phần tham luận của mình với 22% thị phần, thì phần mềm thực sự là đóng vai trò quyết định trong tất cả cái thế giới khi mà bão hòa như hiện nay. Ai cũng có thể làm những cái phần cứng tốt, nhưng tối ưu hóa được phần mềm cũng như làm cho cái phần mềm nó thân thiện với người dùng thì đó là thực sự đòi hỏi cái sự đầu tư về nghiên cứu và phát triển rất là nhiều. Thì trong cái nội dung của chương trình chúng ta ngày hôm nay nói rất nhiều đến chuyển đổi số, và tôi thấy nó liên quan đến ba cái giá trị cốt lõi của tập đoàn. Thứ nhất, để chuyển đổi số chúng ta cần phải nói đến yếu tố con người. Và đây, theo chúng tôi, đây là yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động của tất cả các doanh nghiệp, không chỉ các doanh nghiệp trong sản xuất công nghiệp hay sản xuất về nội dung số. Đối với Samsung thì Samsung đặt rất là quan trọng cái vấn đề về con người, bởi lẽ một cái kim chỉ nam cũng như một cái câu chuyện mà tôi xin chia sẻ tại đây, đó là cố chủ tịch của tập đoàn Samsung, người đã sáng lập lên tập đoàn Samsung, đã nói rằng là tôi dành 70% cuộc đời của mình để đi tìm và bồi dưỡng nhân tài. Qua đó có thể thấy rằng là cái tầm quan trọng của những người tài nó quan trọng như thế nào đối với Samsung cũng như là đối với các doanh nghiệp nói chung. Và tại Việt Nam thì Samsung cũng đầu tư rất mạnh vào trong lĩnh vực giáo dục, thông qua những cái chương trình hợp tác với các trường đại học như trường đại học Bách Khoa, trường đại học quốc gia, để có thể thu hút được những nhân tài kinh doanh và hoạt động trong cái lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất. Và rất là thành công trong những năm gần đây, thì từ năm 2012 chúng tôi đã vận hành cái trung tâm nghiên cứu của mình và nâng cao cái số lượng cán bộ nghiên cứu lên đến gần hơn 2.000 người, và phần lớn đến 99% là các sinh viên trẻ của người Việt Nam, các nhà nghiên cứu, những người đã có kinh nghiệm hoạt động cũng như là nghiên cứu tại nước ngoài về làm việc tại trung tâm này. Và thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa và thay đổi những vai trò của trung tâm này theo hướng nghiên cứu về cái lĩnh vực AI. Một cái điểm thứ hai nữa là chúng ta nói chuyển đổi số. Đây là một trong những cái lĩnh vực đòi hỏi những cái sự thay đổi rất nhanh. Nó không phải nói chúng ta nói đến những chiếc điện thoại, không phải nói đến thay đổi theo quy trình một năm hay vài năm, mà cái chu trình của điện thoại hiện nay đang được cập nhật cũng thay đổi diễn ra theo tháng. Và nếu như không thay đổi và không bắt kịp những thay đổi này thì cũng sự rất là khó. Và một trong những cái yếu tố mà chúng tôi nói đến thứ hai, đó là về thay đổi. Chúng ta cần phải thay đổi không chỉ về dây chuyền sản xuất, mà còn thay đổi cả về tư duy sản xuất cũng như là tư duy về kinh doanh, để có thể đáp ứng được với cái nhu cầu của chuyển đổi số cũng như là cái yêu cầu của xã hội. Và yếu tố cuối cùng mà tôi muốn nói đến, đó là yếu tố về sự đồng thịnh vượng. Samsung làm và kinh doanh ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, và trong đó có Việt Nam, với cái hệ thống sản xuất có thể nói là chiếm đến phần lớn cái tổng sản lượng bán ra của Samsung trên toàn cầu. Và để làm được điều này thì như các vị diễn giả cũng đã chia sẻ trước đây, Samsung không có khả năng có thể làm tất cả mọi thứ một mình, cũng như doanh nghiệp Việt Nam cũng không có thể khả năng làm tất cả mọi thứ bởi chính mình. Và điều quan trọng nhất chúng ta cần phải lưu ý đến, cho dù doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hay là sản xuất trong lĩnh vực công nghệ số, đó là tính liên kết. Mỗi một doanh nghiệp đều có một cái sản phẩm riêng, sản phẩm chủ lực của mình. Nhưng nếu chỉ dùng cái sản phẩm đó để mà đi đấu tranh, để mà đi chiếm lĩnh thị phần, thì đó là một công việc rất là khó.
ca dao tục ngữ Việt Nam cũng đã có câu rằng là muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Câu này thực sự đúng cho cái sự phát triển chung của cái ngành công nghiệp phụ trợ cũng như là ngành phát triển ICT tại Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng rằng là thông qua cái sự nhận thức của người dân, của doanh nghiệp sẽ được thay đổi nhiều hơn nữa trong xuyên suốt các quá trình phát triển của Việt Nam, và trong những cái thử thách và cơ hội mới thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái sự liên kết ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Bởi lẽ các cái doanh nghiệp đầu chuỗi họ không mua linh kiện rời, họ cũng không mua những phần mềm rời, họ mua giải pháp. Và chúng ta có được những giải pháp, chúng ta có được những cái sự hợp tác như vậy thì sẽ mang lại những cái giá trị tốt hơn. Chúng ta sẽ có rất nhiều những giá trị của value added cho cái chuỗi cùng của toàn cầu. Và trên đây là toàn bộ ý kiến của tôi. Xin phép cảm ơn các quý vị. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn. Theo như số liệu thống kê mà tôi có được thì ở Việt Nam năm 2019 đứng thứ 2 thị trường toàn cầu về điện thoại di động và đứng thứ 10 thế giới về máy tính và thiết bị điện tử. Trong đó tôi nghĩ rằng là Samsung đóng góp rất là quan trọng. Và theo cái luật số 59 ngày 17 tháng 6 năm 2020, luật doanh nghiệp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì các doanh nghiệp mà đăng ký hoạt động tại Việt Nam đều là doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy là doanh nghiệp Samsung cũng là một trong những doanh nghiệp công nghệ số lớn ở Việt Nam.